200 sinh viên các trường đại học của thành phố như Đại học Quốc gia, Đại học Kinh tế, Ngoại thương, Bách khoa, các câu lạc bộ của các nhà văn hóa đã tham gia cuộc thi thuyết trình tiếng Anh tại Đại học RMIT do câu lạc bộ sinh viên tiếng Anh RMIT tổ chức. Đây là lần thứ hai cuộc thi thế này được chính các sinh viên tự tổ chức nhằm tạo thêm một sân chơi cho mình, đồng thời để rèn luyện được kỹ năng tiếng Anh và tự tin hơn khi giao tiếp bằng ngoại ngữ, khả năng hùng biện, ứng đối nhanh, làm việc theo nhóm. Đối với nhiều bạn sinh viên thì ngoài lý thuyết ở nhà trường thì cái cơ hội được học tập và giao tiếp bằng tiếng Anh rất là ít. Cho nên RMIT English Club do nhóm sinh viên chúng tôi tổ chức ra được sự giúp đỡ của nhà trường RMIT, các câu lạc bộ, đoàn thể, các nhà tài trợ, chúng tôi đã có nhiều cơ hội được mở các buổi rèn luyện kỹ năng Anh ngữ và nhất là kỹ năng thuyết trình cho các bạn sinh viên, để mong các bạn có được thêm kỹ năng khi ra cuộc sống và khi đi xin việc làm. Tại vòng thi thứ hai, các sinh viên sẽ tham gia một bài thuyết trình bằng tiếng Anh với các chủ đề như về giáo dục, xã hội, môi trường, kinh tế. Mặc dù là cuộc thi do chính các sinh viên tự tổ chức, nhưng có thể thấy khi được tự mình thể hiện thì cuộc thi đã diễn ra với một sự nghiêm túc và tích cực. Có ban giám khảo người nước ngoài tham gia chấm thi. Các thí sinh dự thi cũng đã mang đến nhiều ý tưởng hay gắn liền với đời sống như có nên đi du học hay không, vấn đề sự cần thiết phải bảo vệ môi trường, xây dựng lối sống có văn hóa trong sinh viên, các vấn đề về tình yêu hôn nhân,